mà người nghệ sĩ hình như hòa hợp được tâm tình mình vào tâm hồn người thưởng ngoạn. Và rồi từ đó làm nảy sinh ra một thứ tình cảm vô cùng thân thiết. Mối cảm thông trong nghệ thuật đã đưa những kẻ không quen xích lại gần nhau hơn, đã xui những khách đa tình càng thêm lắm tơ vương. Gần 20 năm nay, kể từ ngày góp tiếng trong làng tân nhạc, đây là lần đầu tiên Hoàng Oanh tự mình thực hiện một cuộc tao ngộ với quý vị bằng câu ca tiếng nhạc, bằng tất cả ý tình tiềm ẩn trong từng cung bậc của âm thanh, dệt nốt đường tơ gửi về thính giả xa gần. Trước bên tấm lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông. Thuyền ai tất toàn bên sống mơ, đưa câu mà mãi đưa câu mà mãi đầy chân lòng. Hòa